Thưa quý vị, Bưu điện Đà Nẵng đang tiến hành chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người dân trên địa bàn. Đối với khu vực vùng xanh, nhân viên bưu điện trực tiếp đến các khu vực trên để hỗ trợ chi trả tiền cho người dân. Tại điểm nhà sinh hoạt cộng đồng Thành Vinh 6, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà có hơn 300 người thuộc 5 tổ từ tổ 41 đến tổ 45 của phường, được các nhân viên bưu điện Đà Nẵng 3 tiến hành chi trả những khoản tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Cái này là tôi nhận tiền hỗ trợ tiền liệt sĩ, 2 tháng tiền liệt sĩ. Tạo điều kiện giúp đỡ tới nơi tặng cho người dân thì đó một điều rất tốt. Của đi tới lưu của mình bảo vệ cho chúng cái mùa dịch này rất tốt. Để tiến hành chi trả tập trung tại vùng xanh, Bưu điện Đà Nẵng 3 đã phối hợp với chính quyền địa phương và các khu dân cư, đã khảo sát lập danh sách người dân nằm trong diện đối tượng hưởng các khoản này và thông báo lịch chi trả, phương án chi trả đến từng người. Tổ dân phố kết hợp với phường và kết hợp cùng với bưu điện thì sẽ khu dân cư sẽ thu tất cả các sổ nhận chế độ hàng tháng của dân và sẽ đưa lên cho ủy ban. Và ủy ban kết hợp với cả bưu điện sẽ xuống từng điểm, từng khu vực để phát cho dân theo đúng kế hoạch. Bưu điện Đà Nẵng 3 cho biết đợt này bưu điện hỗ trợ chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9, tháng 10 và người có công cách mạng, bảo trợ xã hội trong tháng 8, tháng 9 trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn. Việc chi trả đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Điện thấy chỉ đạo của ủy ban nhân quận về chi trả cho các người dân trong khu bưu điện Đà Nẵng 3 có kế hoạch là vào các khu tâm phong tỏa để thực hiện chi trả cho các bác. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, việc bưu điện Đà Nẵng chi trả tận nơi sẽ góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu thiết yếu của người dân, để người dân an tâm ở nhà phòng chống dịch. Ngoài ra, theo Bưu điện Đà Nẵng, người dân ở các phường, xã thuộc vùng đỏ, vùng vàng có nhu cầu bức thiết về việc nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thì phải có giấy đi đường, sau đó mang giấy tờ tới các điểm hẹn chi trả của Bưu điện để được nhận theo quy định.